Người hiền tất cả xả ly, thánh nhân dục ái đắm si chẳng bàn. Dầu cho cảm thọ khổ nàng, vui buồn thiện trí đâu màng để tâm. Và đây là bản khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức Nhật Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng và kính chào hoa sen dự vào đạo tràng. Và con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tuệ Đức đã tiên phong ông ngoại pháp quốc kinh số 83. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ tuệ viên, cô tu nữ thăm má cha rí, xích trần đạo, xích trần đông đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ cảm ơn quan nguyệt Quỳnh tắt tiếng luôn rồi. Dạ nam mô bút thai. Dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh cũng chưa thấy có vị nào vào thêm nữa, cũng như chưa có thấy thượng tọa tuệ viên. Dạ Nhật Quỳnh kính mời, kính mời bàn tay Rạng Đông. Dạ mình Rạng Đông tạm thời để chút xíu cho đạo tràng nghe băng chút, khi nào Nhật Quỳnh thấy thấy thượng tọa tuệ viên vào thì mình hãy cung thỉnh pháp sư ha. Dạ để giờ mình cung thỉnh pháp sư sớm quá. Dạ kính chào người phương Nam về vào đạo tràng. Dạ xa thú mời Rạng Đông. Abhisambuddha Chakarani Jnana Karani Upasamaya Abhinyaya Sambodhaya Nibbanaya Sangvatati. Atmāc sābhikkhave majjhimā paṭipadā tathāgatena abhisambuddhā cakkhu karani jñāna karani upasamāya Abhinyaya Sambodhaya Nibbanaya Sangvattati. Ayameva Ariyo Attangiko Maggo Siyati Dham Samma Sankappo Samma Vacha Samma Kammanto Samma Ajivo Samma Vayamo Samma Sati Samma Samadhi Ayam Kosa Bhikkhave Majjhima Patipada Tathagatena Abhisambuddha Chakku Karani Jnana Karani
upasamaya abhinyaya sambodhaya nibbanaya sambattati. Namo Tassa Bhagavato Arahato
Samma Sambuddhaha Sa. Phạm Thiên Vận ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng bằng nhị hơi, biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đã các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăn thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Gia và đạo tràng, chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa tuệ quyền từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng viên sự và ý nghĩa cao pháp cú kinh số 84. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính dâng minh đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sa Tha Gia, đại chúng nhà đạo và cảm ơn quý vị. Chúng con thành tâm đảnh lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến thượng tọa minh hạnh, đến từ đức cùng chư tôn đức tăng ni đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử và xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavata Apiwa De Viswakato Bhagavata Thammo Thammang Namasami Bhavano Bhagavato Sau Sakhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, nguyện nhờ quy lực tam bảo hành đến chư tôn đức tăng quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc và thịnh vượng. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta học câu Phật cú số 84. Na atta he tu na paras na paras na paras he tu na buttami nicce na tanang na narathang na icceya akkhame na samittimat tato tano asilawa panyawa thamiko siya. Vì một hợp từ nó rất là dài, cho nên cũng vì vậy mà chúng ta nếu chúng ta thiết kế người dịch ra thì nó cũng là một đoạn thật là dài nha quý vị. Người không vì lý do cái bản thân của mình, không vì lý do của kẻ khác, không ao ước trai hay là gái, không ao ước tài sản, không ao ước quốc độ, không muốn thành tựu cho bản thân mà làm một điều sai quấy, ấy có thể chân chánh, có giới hạnh và có trí tuệ. Đó là ý nghĩa của cái câu kinh như thế. Thì tiếp theo bây giờ chúng ta bắt đầu ra thích âm cái chữ nát atahe tú. Nát tức là một cái bất biến từ là không á, dạ, chúng ta dễ nhớ. A hê tú, sát ta hê tú, anh ta hê tú. Đây tức là một cái chia theo hê tú, mà nó kêu là cái định chia theo sở định chỉ sở thuộc cách. Từ cái áp tá là mình, nó cộng từ trái thì mình hê tú là nguyên nhân, là gốc rễ, tức là mà cái chữ anh ta hề tú có nghĩa là mà nó cộng thêm một chữ nó chúng ta mới có cái nghĩa nó được, nó ổn được, tức là parasat. Parasat từ cái tính từ parat, đó là của kẻ khác, thì ở đây chúng ta dịch tức là nó có gì là tức nó của cái bản thân, anh hề tú của bản thân, tức là của chính mình. Từ cái chữ anh ta cũng như hề tú mà nó chia theo định sơ cách là như thế. Và từ cái chỗ hê tú là danh từ nam tính, mà hê tú nghĩa là gốc, cũng là danh từ nam tính nữa. Và cái chữ parasá là parasá từ cái chữ para là tỉnh từ nam tính, mà nó chia
chia theo Prasajunita tu khách, tức là của kẻ khác. Còn chữ Bút Tá là con là con trai, hay là con gái, con trai, con nói chung là mà thường thì Bút Tá đây là danh từ nam tính thì nói đến con trai. Còn ở đây nó có một cái căn, một cái tha động từ mà nó rất là đặc biệt, ích chê từ căn xí, hay là chúng ta dịch ích chát tí đó, cái đó thì ở đây nó kêu là một tha động từ, tức là nên muốn hay là ao ước. Cái chữ thanh á là tài sản, đây danh từ trung tính. Cái chữ đáp thá là quốc độ hay là đất nước. Cho nên ở đây chúng ta có nguyên một cái từ nó rất là dài, tức là người không vì lý do của bản thân, không vì lý do của kẻ khác, không mơ ước cứ người con trai, không mơ ước tài sản, không mơ ước quốc độ. Chữ ná, ná, ná không, ná là chữ không đối với nhiệm giảm. Còn qua cái chữ thứ hai là ná ích chay dách athame ná smithimato nà mắt, có nghĩa là từ cái chữ ích chê giá, ích chê giá, cái căn ích cộng với cái tha động từ, bởi vì cũng mong muốn giống như cái chữ trên vậy đó. Đây cũng nghĩa là, ở đây cũng nghĩa là cái sự mong muốn, athame ná là từ cái gì, cái chữ tiếp đầu ngữ á cũng là không, nó cộng với chữ tham á, đây là một danh, một xem như là một danh động từ vậy đó, tức là mà đây nó ê ná, nó chia theo sở thuộc cách, sở dụng cách, cái cách thứ ba đó, tức là với cái cách sái quấy hay là bằng cách sái quấy vậy đó. Còn tiếp đầu ngữ á cũng là không nữa, cho nên ở đây cũng nghĩa là không mong muốn, không có mong muốn được thành tựu cho mình của mình một cách sái quấy. Có nghĩa rằng tức là mình đạt được cái điều đó đó một cách sái quấy, ý nghĩa nó là như thế. Và còn một chữ nữa, cái chữ là cái chữ sự đúng đắn, cái chữ tham á, đây là chân lý hay là pháp. Samithi là sự thành tựu hay sự thành công. Samithi tức là siddhamathu tức là sự được thành tựu mỹ mãn á, sự được thành tựu mỹ mãn á. Mà đây là nếu như mà nó có nghĩa là nếu như mà chúng ta biết là athamma thì có nghĩa là từ cái kiếp đầu ngữ này, tức là không có đúng pháp, tức là nó phi pháp. Atano từ cái từ atana, mình chia theo sở thuộc cách thôi, vì cho bản thân của mình, theo là của bản thân mình. Và cuối cùng cái hợp từ cuối cùng là nữa là si là qua banh nhá qua tham mi cô si ya, là từ cái chữ si là qua, đây là một danh nam tính, mình nó chia theo theo chỉ về định cách, có nghĩa là một người có giới, hay là si lá hoa, hay si lá quanh tá, ở đây có nghĩa là si lá quanh tá, anh tá và ma ná, hiện có một người, hay là có một người có cái giới hiện hữu. Cái chữ si lá là giới cộng tiếp vị ngữ anh tú, chỉ cho sở hữu á, cái giới của một người đó. Banh nhá hoa từ cái danh từ banh nhá cũng cộng với động từ, cái này nó như chúng tôi cũng nhớ cứ như là nó là một cái trong tiếng Việt nó là anh tái và ma ná, còn này quanh tú nó cũng là một danh từ. Dạ, mà nó chia theo chỉ định cách là người có cái trí tuệ, ban nha là người trí tuệ, mà tiếp đầu ngữ là tiếp vị ngữ, quanh tú nó chỉ về sở hữu, nãy đã nói rồi đó. Tham mi cô là người
đúng pháp hay là người chân chánh hay là tham mấy cá nè, tham mấy cô, tham mấy cá. Tham má là chân chánh, mà cái chữ xí gia này thì đây chính là đặc biệt, tên ông tha động từ, có thể là hay hoặc là, thì chúng ta có thể là một người, nếu như chúng ta lìa xa cái gì, cái quốc độ, cái tài sản, cái con cái, thì như là chúng ta sẽ là một người, sẽ là một người trí hay là một người tốt đẹp. Thì Hòa Thượng Minh Châu dịch rằng, không vì mình, vì người, không cầu được con cái, không cầu, không tài sản quốc độ, không cầu mình thành tựu với việc làm phi pháp, vì ấy thật trì giới, có trí tuệ đúng pháp. Đó là của Hòa Thượng Minh Châu dịch và phổ bộ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Chỉ vì mình, chẳng vì người, chẳng vì con cái, lộc tài trăm xe, làm điều bất chính, đáng ghê, đáng chê. Bậc trí như vậy, bồ đề nở bông, chẳng vì mình, chẳng vì người, chẳng vì sự nghiệp tiếng đời công danh, bởi do bát chánh mà thành. Bậc trí như vậy, đạo hành viên dung. Xin lỗi, bậc chánh. Chẳng vì mình, chẳng vì người, chẳng vì sự nghiệp tiếng đời công danh, tiếng đời công danh bởi do bất chánh. Chờ chúng tôi xíu, chúng tôi có là tham đi cá, tham đi cá. À đúng rồi. Chúng ta thấy khi mà đọc cái này á, quý vị nhớ á, không vì của cải tài sản lộc bậc trí như vậy thì bồ đề nở hoa, mà đây là chẳng vì mình, chẳng vì người, chẳng vì sự nghiệp tiếng đời công danh, bởi do bất chánh mà thành. Bậc trí như vậy đạo hành viên dung. À thì ở đây là một cái quá trước á, là một điều á, không có làm bất chánh, một điều sao á, tức là chúng ta không vì con cái tài sản đó đó. Bậc trí như vậy đó, có người có trí tuệ, người có cái giới đức á, thì nó như là nở hoa nở bông. Mà nếu như chúng ta làm một điều ác á, mình do hành động bất chánh á, thì là không được tốt đẹp. Thì câu này có nghĩa là mượn hai câu mà nói chung, không vì mình, vì người, không cầu được con cái, không cầu tài sản quốc độ, không cầu mình thành tựu với làm phi pháp, vì ấy thật kỳ giới, trí tuệ đúng pháp. Thì nếu mà chúng ta cầu á, là chúng ta sẽ bất chánh. Mà nếu chúng ta không cầu, không cầu như thế, thì là để chúng ta bồ đề nở hoa. Thì câu này chẳng qua thì Hòa Thượng Giới Đức đã lặp lại hai điều thôi. Lặp lại hai cái, nhưng điều mà khẳng định đối với người trí thì không cầu như vậy, chỉ là ý nghĩa như vậy. Thì kính thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin sau khi đã thích nghĩa xong thì giờ nói về cái tích truyện duyên sự. Cái cho câu chuyện này cũng rất là hay. Cơ kể câu chuyện kể rằng tức là chồng và vợ, thì khi Đức Phật ở tại kỳ viên đó, liên quan tới trưởng lão Tham Bí Cá tại thành Xá Vệ, có một cư sĩ sống cuộc đời chánh trực, ông ta muốn đi tu. Ông thì mới báo cho vợ đó, thì vợ mới nói thôi được, nhưng điều mà bây giờ đợi sinh con xong đi. Rồi mới đi. Thì sinh con xong thì nó thôi đợi cho nó biết đi đi, rồi nó hãy đi. Thì đến khi mà nó biết đi đứng chút xíu thì nó thôi đợi cho nó trưởng thành một chút xíu đi, để cho nó lớn chút xíu rồi mới đi.
Và nhiều lần như vậy thì đến một lúc thì cái người thanh người thiện nam này, tức là thiện nam tám cá này, mới quyết định bây giờ phải đi, phải đi để giải thoát cái khổ đau cho chính mình. Đầu xuất gia trở thành một vị tỳ kheo, một vị sa môn. Và sau một thời gian nỗ lực tu tập đó, thì ông ta thành tựu cái đạo quả giải thoát. Thì sau khi đi về bạch Phật xong, ông ta đi đến nhà vợ con của mình. Ông ta thuyết pháp dạy đạo cho vợ con của mình. Thì người con á, cũng đi tu, và cũng đi tu mà trở thành bậc A La Hán. Và sau đó tức là vợ ta cũng là Thamadina này, bà Thamadina này cũng đi tu luôn và cũng chứng đắc thánh quả. Tại pháp đường đó, Đức Phật ngài dạy các thầy tỳ kheo đó. Các tỳ kheo đối với người trí ấy, không trông mong sự thành đạt, dù cho là cho mình hay cho người khác, chân chánh tìm con đường nương tựa về giáo pháp. Và ngài nói lên cái câu: không vì mình, vì người, không cầu được con cái, không tài sản quốc độ, không cầu mình thành tựu với việc làm phi pháp, vì ấy thật trì giới có trí tuệ đúng pháp. Quý vị biết cái có nghĩa là ở đây, cái chỗ này chúng ta phải hiểu rõ cái chỗ này. Đối với một người mà muốn đi tu á, mà chúng ta có quá nhiều điều kiện, chúng ta không gì chúng ta tu được. Cái đại ý là vậy. Bây giờ mình cầu muốn, ví dụ mình cầu mong gì, mình có một tài sản thì mình mới đi tu. Mình cầu mong là sau khi mình vợ con gì nó trưởng thành là mới đi tu. Thì không bao giờ. Với cái tâm, đối với cái tâm của chúng sinh, nó không bao giờ nó dừng lại. Cái tâm tham của chúng sinh không bao giờ dừng lại. Nhưng cái vị cái một thiện nam tử này, tứ Thamika này, có cái tâm dũng mạnh, có tâm dũng mạnh, tức là biết là bây giờ mình cứ chờ mãi thì không chờ được. Giờ ông ta quyết định bỏ vợ con đi tu luôn, cũng không có sợ, cũng không có lo. Đây là một điều mà nó của điều mà đặc biệt hơn những cái người bình thường, mà nếu chúng ta hiểu biết. Chúng ta biết đợi đến chừng nào mà thành tựu được? Kính thưa quý vị, khó lắm. Cái việc mà thoát ly cái trói buộc của gia đình, của vợ con, đó là một sợi dây trói buộc. Chúng ta nhớ ngày xưa đó, khi mà Thái tử Siddhartha tầm cầu đạo giải thoát đó, thì lúc đó Rahula La vừa đản sinh, đây xin lỗi, bà Yajur La đã sinh ra Rahula La, thì lẽ ra làm người cha thấy người con đầu lòng của mình thì rất là thích, rất là mừng. Nhưng Đức Phật ngài vừa nhìn thấy, ngài reo lên cái chữ Rahula, có nghĩa là Rahula là sợi dây trói buộc. Thì người ta không có như cái tinh thần của mình, cái tinh thần của người Á Đông của mình, và đặc biệt tức là cái mình Trung Quốc với Việt Nam đó, thì phải đặt tên con nó ý nghĩa, chứ còn tên nó ý nghĩa thì nó không được, thì vẫn đặt là Ra Hú Lá thôi. Dạ. Thì ở đây chúng ta thấy tiền bạc, tài sản, vợ chồng, con cái, nó đều là một cái sợi dây buộc. Mà nếu như chúng ta nghĩ rằng để cho chúng ta muốn cho nó rảnh ra, có một số người cha, có một số người mẹ cũng như muốn mình sau khi mình lớn lên, mình được rảnh ra một chút xíu, mình được hưởng cái tuổi già một chút xíu, bởi vì con nó lớn lên rồi thì nó nghĩ rằng nó nuôi mình. Theo thế thường thì thường mình cứ nghĩ như thế rồi quý vị, con nó sẽ nuôi mình, rồi có thể nó chăm sóc cho mình.
mình suy nghĩ là chuyện của mình. Nhưng liệu nó có chăm hay không là chuyện còn chuyện khác, nó khó lắm. Ít có được chăm lắm. Mà chúng ta nhớ thí dụ bây giờ đó, chúng ta vừa nuôi con chúng ta nó lớn lên, cho nó ăn học lớn lên, rồi phải chờ dựng vợ gả chồng, chỉ thời gian thôi. Chúng ta bắt đầu chúng ta chuẩn bị, mà chúng ta chuẩn bị chuyện gì đó, bắt đầu đẻ cháu ra, nó đẻ con, nó đẻ cháu ra, nó đẻ con của nó ra, thì cháu thì thấy là cái gì? Được, bắt đầu bà cũng, ông bà lại chăm cháu nữa. Mà ngày hôm nay, xã hội ngày hôm nay, một điều mà hết sức là khủng khiếp, đó chính là cái gì? Những người cha, người mẹ, hay những người ông, người bà, là những người chăm trẻ, tức là trông nom trẻ tốt nhất và ít tốn phí nhất. Cho nên thường thường con đẻ ra, tức là con của mình đẻ ra cháu xong ông bà nuôi không. Mà cái đó là cái khổ triền miên của chúng sinh, của kiếp con người, nó truyền từ đời này sang đời nọ. Cho nên chúng ta mới nghe cái câu mà con hư tại mẹ mà cháu hư tại bà. Thấy nó ra xong bắt đầu mới thương nó. Cái sợi dây ái luyến nó cột trói này, nó khó thoát. Có những người có cái tâm đại sĩ, có những người có cái tâm dứt khoát, người ta có thể đi. Nếu như cái duyên nó đã đủ, người ta có thể vượt qua. Hay hoặc là có một số người, dù cho duyên không đủ, nhưng người ấy có thể dám vượt qua, dám đứng lên trên những cái sự trách móc, những cái sự bực bội, những sự khó chịu. Thì sự thật ra một bờ là giải thoát, một bờ tử sanh, nó rất khác. Bởi vì nếu muốn chấm dứt á, thì chúng ta phải buông, phải cắt. Còn nếu như mà chúng ta còn cầm nắm, bảo bọc, thì ngay khi đó chúng ta vẫn còn tiếp tục khổ đau. Những người mà như chúng ta thấy, như Bồ Tát của chúng ta đó, Bồ Tát Sĩ Đạt Ta, cắt đứt mọi cái, như vậy mới là một bậc đại sĩ, một bậc vị nhân. Còn nếu như có những vị thời sau hiện đại cũng có, chứ mình cũng bỏ vợ con đi, cũng bị nhiều cái sự chỉ trích, nhưng vị ấy có cái tâm tư như vậy đó, vị ấy chuyên tâm hành đạo. Cho nên bây giờ nếu chúng ta đứng ở một phương diện của đời đó, thì chúng ta thấy như vậy nó rác. Những điều mà đứng ở phương diện tu thì cái điều đó nó tốt. Bởi vì sao vậy? Sự thật ra mà nói cũng xét kỹ, không phải vợ không thể nuôi nổi ha, quý vị nhớ rõ nha. Tức là vợ không có nuôi nổi đứa con đó, hay là không có đủ tiền của gì đó mà người chồng bỏ đi, thì đây là một điều, nó còn cái gì đó. Những điều mà nếu như đã có gọi là căn bản tốt đẹp rồi, thì cái sự ra đi đó thì vì không vì cái tình riêng, mà vì cái tình chung, mà cũng vì cái gì? Đức Phật ở đây Ngài nói, ở đó đối với cái người trí đó, biết tự hiểu, mình được tốt mình sẽ giúp lại cho người tốt. Bởi vì cho nên cái ông này nói, trưởng lão Tham Anh Đinh, một vị tỳ kheo này, sau khi mà chứng đắc thánh quả không, Tham Anh Đinh này đó, mấy cái gì mới quay lại để tiếp tục tham mấy cá này để được tham mấy cá này, mới quay lại mới tiếp độ cho vợ con mình. Chắc chắn mình được thành tựu ở đây, cái giá trị đó nằm ở chỗ đó, đúng không? Mình thành tựu rồi mình mới chia sẻ được, mình phải có rồi mình mới chia được. Nhưng điều mà đó là một sự thuận duyên, có như từ tiền thân rồi. Cho nên những người con, những người vợ mới chấp nhận, mới cho đi. Như điều mà thời xưa đó, thì có Phật Ngài biết đón được cái duyên. Chứ ngày hôm nay thì theo cái luật giới thì nó cũng có được cái này nè. Nếu chúng ta một quá là phải được phép cha, được phép mẹ, rồi chúng ta mới trở thành một vị tỳ kheo. Không có bị oan thuế, không có bị nợ nần, không có bị những cái chứng bệnh nan y, thì chúng ta mới trở thành một vị tỳ kheo. Còn chuyện tu là mới chuyện thường rồi. Hay chúng ta không có bị tật nguyền thì chúng ta là tu, nhưng đều không tu lên bậc trên được,
Upasampada không có được. Đó là luật. Yeah. Còn đối với cái tâm lý xuất gia thì là cái điều quá tốt đẹp rồi. Nhưng phải nói rằng là còn về để hình thức mà để mà các pháp biết ma cụ túc giới Upasampada thì nó phải được thành tựu. Cho nên chúng ta cũng phải hiểu rõ như vậy. Chứ có một số người người ta đi, nhưng điều mà đi đầu tiên á, rồi sau đó đó cha mẹ mới chấp nhận. Có một số người cũng tội nghiệp thời hiện đại này, cũng có nhiều quý vị biết, có những vị sư, có những vị thầy đi mà gia đình không chịu đâu, nhất quyết là không bao giờ chấp nhận. Nhưng sau đó đó rồi thôi, giờ nói gì nó đã lỡ đi rồi thì thôi bây giờ mới chấp nhận. Thì ngay cái đó trở thành một vị sa di, rồi sau đó mới trở thành vị tỳ kheo được. À, chứ ở trong cái luật tu á, thì hỏi Puriso Xí Ngư có phải là người đàn ông không? Rồi Mata Pitu, ngươi có được phép của cha của mẹ cho không? Ngươi có bị cái quan thế, tức là đây là nợ nần, bị mắc nợ á, bị mắc nợ hay bị án sự, bị hình sự, bị một cái mà chúng ta biết, chúng ta gọi là lệnh truy nã hay là một cái hình sự gì đó phạm tội mà chúng ta trốn tránh cũng được. Cho nên dầu cho vị đó có tu như thế nào, nhưng một mai mà khi mà phát hiện ra thì vị đó cũng không có đủ cái điều kiện mà trở thành vị tỳ kheo. Tức là một người bán nam bán nữ thì không có được tu, không có được thành vị tỳ kheo. Nếu như vị tỳ kheo tăng á, thì có xác định rõ tỳ kheo tăng, còn tỳ kheo ni ngày nay không có nữa rồi thì không có nói nữa rồi. Trên tinh thần nam truyền khẳng định một lần nữa thì chỉ có tỳ kheo tăng chứ không có tỳ kheo ni. Và tỳ kheo ni xin xác định đó là không đúng, không được. Đó là sự trộm tướng rất là nguy hiểm. Dạ. Yeah. Thì trên tinh thần đó thì chúng ta biết là khó đi lắm, khó thành tựu lắm. Thì những người mà buông bỏ, không có vướng mắc bởi vợ con thì đây cũng là một điều tốt. Chứ chúng ta đừng có một điều mà quá suy nghĩ với những người mà bán thế xuất gia. Khi mà vào người ta có gia đình rồi thì chúng ta có một cái nhìn nó khác hơn. Những người mà không có gia đình á, thì Phật tử thì tại phần đông theo cái truyền thống á, thì người ta cứ nghĩ rằng là phải ấu niên xuất gia, tức là chúng ta từ nhỏ cho tới lớn. Thì chúng ta bị một cái chấp đó thì cũng không phải hẳn là vậy nữa quý vị. Mà những người không phải những người bán thế xuất gia mà nó không có có điều tốt đẹp, mà quá tốt đẹp chứ không có chuyện gì. Cái chuyện người ta ở thế sự đó là chuyện của thế sự. Giống như người ta có vợ, chồng, con cái gì đó, người ta có vợ, có con gì, chuyện của người ta. Nhưng điều sao ta tu tốt đó chính là vẫn là tốt, vẫn là một vị tỳ kheo tốt. Chứ chúng ta đưa lên một cái yêu cầu với người tu phải như thế này thế nọ thì cái đó không có trong luật, nó có trong tinh thần giáo điểm. Mà Đức Phật Ngài luôn luôn kêu gọi những con người có cái tâm cầu đạo, có cái tâm thoát ly, có cái tâm mà gọi là nikkhamma, tức là xuất ly, hay là cái tâm để ly dục, để xuất ly khỏi cái tâm giới, cầu mong cầu đạo giải thoát. Thì cái giá trị mà thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, tức là trước hoặc là đầu tiên thì chúng ta phải cầu cái đạo giải thoát cho chính mình. Tức nói đến cái sự tu tập của chính mình một cách căn bản, một cách ổn định, một cách tốt đẹp thì chúng ta mới làm lợi lạc được cho quần sinh. Trước nhất mình phải tốt, chứ còn nếu mình không tốt mình đừng có nghĩ rằng mình hy sinh rồi mình chờ đợi, coi như hy sinh cái bản thân mình rồi cho chồng, cho vợ, cho con rồi xong đến khi đó mình mới tới mình thì không hết, không có đủ thời gian đâu, không còn đủ sức khỏe, không còn đủ cái tâm trí, không còn đủ cái điều kiện nữa. Đây là cái điều sự thật.
Cho nên cái điều mà chúng ta được tu đó là điều tốt đẹp. Chúng ta phải nhớ như vậy. Thì cái tinh thần á, hiểu biết được như vậy thì chúng ta sẽ được nhiều cái điều kiện tốt. Còn nếu như mà quả thật thì qua đó mới thấy rằng cái chuyện tu nó phải là chuyện dễ dàng. Nhiều lắm quý vị, nhiều người tu lắm, nhưng điều mà để mà được cái sự tồn tại thì nó không phải là chuyện đơn giản. Tồn tại cho tới cứ như là chúng ta hãy khoan, hãy nói trên cái tinh thần tu tập một người một cái người mà một cái đời tu sĩ đó, nó rất là dễ mà nó rất là khó. Mà làm sao để được tồn tại? Quý vị đi qua Phật giáo đó, hay hoặc là chúng ta thấy ở Việt Nam mình cũng vậy, thấy đông đông như vậy chứ thời gian rồi nó sàng lọc ra rồi, một sự biến đổi như thế này, một sự biến đổi như thế kia cũng hoàn tục hết rồi. Chứ đừng có nói là thời sướng thời khổ gì hết, sướng khổ gì cũng vậy, càng sướng càng đầy đủ điều kiện lại càng khó tu, chứ không phải là càng dễ tu. Cho nên quả thật để được đời sống tu đó, nó phải vượt qua nhiều thứ. Mà chính chú quý vị cũng vậy. Bởi vì khi mà chúng ta có tu được, chúng ta nên biết trân quý. Và thí dụ như cần lắm, thí dụ như những thiện nam tử mà có cái điều kiện mà chúng ta hướng tâm về Phật pháp thì cái đó cũng là một điều tốt thôi. Chứ không phải là cái điều mà nó là cái gì hết. Bởi vì mỗi người ta đã không vì bỏ cho người ta đã bỏ gia đình rồi, bỏ cuộc sống thế tục rồi, bỏ vợ, bỏ con, bỏ sự nghiệp, đã ra đi trên con đường tu đạo. Thì cái sự thành tựu này là cái sự thành tựu đáng khen ngợi. Bởi vì sao? Chỗ này nó là một điều tốt. Bởi vì tánh con người đó, như Giá Xá đã nói đó, ta đã thấy biết bao người chưa bao giờ biết từ bỏ tánh tham lam. Muốn nhiều muốn nữa, dầu cho là đạt được quốc độ, nhưng cũng mong muốn quốc độ mình mãi ngút ngàn. Cái lòng tham của con người mình thì nó vô đáy, nó không có cái điểm dừng. Muốn cái này, muốn cái kia, muốn được cái này, muốn được cái nọ. Nhưng cuối cùng, chúng ta không sống không có thể như ý của mình được. Rồi cuộc đời này nó phải vô thường, cuộc đời này phải chia lìa sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng. Đó là sự thật. Chúng ta không thể thoát, không thể tránh qua được. Giờ nó ngày hôm nay nữa, nói một cách lý sự, chúng ta không bỏ trước cũng bỏ, không trước cũng bỏ, sau cũng phải bỏ thôi. Bởi vì chúng ta phải ra đi. Đó là một sự đắng cay. Đó là phải chia lìa. Nếu như chúng ta thấy dịch bệnh hiện nay đó, ở toàn cầu, dầu cho cái tình cảm có sắc son cái chừng nào, đến khi mà chúng ta bệnh như điều trị không tốt rồi thì chết. Mà khi chúng ta vướng bệnh coi như là năm được năm mất, đặc biệt những người lớn tuổi lại càng nguy hiểm hơn, thì chúng ta thấy trước sau cũng mất. Đó là những cái lý mà theo Phật pháp chúng ta không có đừng có để con người nó tuyệt vọng, đừng có để mình nó rơi vào cái tuyệt vọng, rơi vào cái đau khổ. Bởi vì trước sau cũng mất, bây giờ có mất thì nó đau, nhưng điều mà tôi có thể vĩnh vá lành được. Còn nếu như mà chúng ta cứ không hiểu biết như vậy đó, đến khi trôi xa những gì mà trong tầm tay của chúng ta, ta phải chia lìa sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng, thì ta đau khổ vô cùng. Ở đây chính là một keo, chính là một cái vị ngọt, chính là một keo sơn
cái pháp phiền não phải đau khổ. Mà không ai có thể dừng lại được, ngăn lại được cái sự chia lìa đó. Bởi vì khi khi cái duyên, khi cái nghiệp nó đến, mà cái nghiệp duyên nó đến rồi, cái nghiệp chia lìa rồi, mà người ấy không còn cái tuổi thọ là phải chết, hay là không còn cái thuận duyên thì phải ra đi. Nói nghe thì nó đau lắm, thì đó cũng là cái duyên thôi. Có thể còn ở bên nhau, có thể còn gặp nhau, có thể tiếp tục với mọi thứ, mọi điều, thì cái đó nó phải là một cái duyên. Đành rằng dù cho mình có như thế nào, tâm tư mình mong muốn, nhưng điều mà cái điều mà muốn được hay không, muốn sự thì do chính mình, nhưng thành sự là do cái duyên nó có được hay không, do cái nghiệp, cái duyên nó có tốt có đẹp hay không. Thì đây những con người thấy được những cái hiểm nguy, thấy được cái sự đau khổ, quá đau khổ, là mình đau khổ, người khác cũng đau khổ nữa. Cho những bậc đại sĩ này, chúng tôi xin nhắc lại, họ có một cái tâm lý xuất gia, họ có một sự rời bỏ trước các cái kiếp phụ của chính mình, cái sự dây trói buộc của mình, rồi sau đó giúp cho người, mở cho người cái sự dây trói buộc, như là ngài mà ngài coi như là tham mấy cá đây đã làm, thì chúng ta thấy thì bắt đầu mới về mới là nhắc lại, dạy lại cho con của mình và cũng như vợ của mình, thì cũng thành tựu được cái thánh đạo giải thoát. Cái điều này nó quan trọng vô cùng. Cho nên kính thưa quý vị, khi chúng ta có một cái điều kiện, dẫu không là xuất gia, nhưng là chưa Phật tử đó, nhưng chúng ta cũng có cái thời gian mà dành cái thời gian được gieo duyên, có tu gieo duyên về hành thuốc xuất gia, hay là những khóa thiền, hay là những khóa tu, thì chúng ta nên vào. Thì chúng ta không được 5-10 năm thì cũng được 1-2 tháng, không được 1-2 tháng thì cũng được 1-2 tuần. Cái điều này thì ngày hôm nay có làm, tức là chừng 1 tuần chúng ta cởi bỏ cái sợi dây trói buộc cũng là một điều tốt. Chúng tôi đang nói hiện thực cuộc đời vô cùng. Rồi cũng vậy, không phải là chồng mới đi, mà vợ cũng vậy. Cũng có thể nếu như chồng không đi chùa vợ đi, thì ta cũng nói thẳng cũng như rời giờ, rời chồng, rời con cháu, thì chúng ta tu cho mình. Ở đây cái giá trị mà chính mình phải ý niệm tốt. Bởi vì khi mình đã đi rồi, không có đi theo mình. Cũng như mình đến đây cũng đến một mình, rồi mình gặp họ, rồi mình ra đi cũng ra đi một mình họ, ở đây đi cũng ra đi một mình họ. Bởi vì đi theo cái nghiệp riêng của chính mình, chứ không ai mà chịu cho ai cả. Cho nên dầu cho là nam cư sĩ, nữ cư sĩ, chúng ta hãy nghĩ đến cái ý niệm này. Một khi những cái sự việc nó đã được căn bản rồi, chúng ta nói tốt cũng biết chừng nào nó tốt, gọi là cái căn bản thôi, thì thôi chúng ta cũng biết gấp rút. Bởi vì thời gian lặng lẽ trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác bụi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Hãy đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này, hãy từ bỏ thế lợi hướng tâm cầu tịch tịnh. Ở đây cũng như chúng ta gỡ được lúc nào thì nó cũng hay lúc đó, giảm hạn chế được phần nào thì nó cũng là tuyệt vời một cái phần đó. Cho nên hôm nay xin có đôi điều trình bày qua cái duyên sự và ý nghĩa câu pháp cú số 84 là như vậy. Nếu có địa chi sở thất, kính ngưỡng mong toàn thể đại chúng quan hỷ cho. Kính chấm dứt thời hiện thức nơi đây, trước khi dứt lời kính dân Phật phước lành để đức đại đức thích từ đại thiên vương, các vị chư thần chư thiên phụ trì chánh pháp, nhất là các vị chư thần chư thiên ở tại chùa Bù Đức, tại chùa Quảng Nghiêm, cũng như ở tại tư gia của quý vị, mong tất cả được an lạc, được tấn hóa trong Phật pháp. Và kính dân Phật phước lành này đến các bậc thầy tổ, đến ông bà cha mẹ của chúng tôi, quý vị nếu đã quá vãng thì được an nhàn siêu thoát, những người còn hiện tiền được an lạc, được tấn hóa trong Phật pháp. Và mong cho tất cả chúng ta gặp nhiều
đẳng đạt ở trong tinh thần tu tập giải thoát. Nam mô Bổn Thầy Giả, Nam mô Tham Mai Giả, Nam mô Sơn Khai. Dạ, sa thú lành thai. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Tòa Tuệ Quyền đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Thượng Tòa Tuệ Quyền. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tòa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng bích đến sư. Quan tu sắp mang lăng ra khăn tu sắp về đây quan tu sắp bồ đề nữ pha về nơi xa ra sau thì với quan tu tế mà quan tu sắp mang lăng ra khăn tu sắp về đây quan tu sắp bình hàm nữ pha về nơi xa ra sau thì với quan tu tế mà quan tu sắp mang lăng ra khăn tu sắp về đây quan tu sắp bình sanh kha nữ pha về nơi xa ra sau thì với quan tu tế. Tất cả văn văn có đến người, cầu xin chư thiên hậu trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo Pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, các sự thanh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới, ôn bài và học Pháp. Và dạ, chúng con kính tri ân Chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Dạ, đề qua ta san ti vi ha ra qua si ni tu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da de na pa wan tu vu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra mang da le he ra cha ma cha na wa ca cha vi kha vo sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha is sa ra sappana bhuta sukhita pavantu te chala bhuta yepi chanda sampava samsena chata thavo papatika niyani kang thamma vasang patitya te sabbe pi dukkhassa kharantu sankhayam khatu chirang satang dhammo thamma thara cha bút cha la sang khô hô tu sa mắc vô qua atha ya cha hi ta ya cha am hê rác kham tu sắc thầm mô sắp bê bi thầm ma cha ri nô vô thìm sâm phá vô nê ya ma thầm ma ri ya ba vê đi tê. Dạ, chúng con kính tri ân Chư Đại Đức Tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào râm nghe Pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào râm học Pháp. Kính chào tạm biệt, cảm nhân xin xuống nít.